Thời tiết và khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc các bệnh tai mũi họng khi thời tiết giao mùa. Vậy khi nào con bị bệnh tai mũi họng phải đi khám bác sĩ uống thuốc? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Linh Chi, trưởng khoa nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Khi các con mà có các bệnh lý tai mũi họng, ví dụ như là khụt thịt này, chảy nước mũi hoặc thậm chí là sốt, thì các bạn có thể lưu ý nếu như con mà có nhiệt độ từ trên 38.5 thì lúc đó các bố mẹ sẽ lưu ý dùng thuốc hạ sốt cho bé để làm giảm được nguy cơ co giật do sốt cao. Và nếu như cái nhiệt độ đó vẫn còn duy trì trong vòng 2 ngày thì bố mẹ nên cho con đến khám với bác sĩ. Triệu chứng thứ hai mình thường gặp trong bệnh lý tai mũi họng đó là khụt thịt mũi, chảy nước mũi, làm cho bé rất là khó thở và hay trằn trọc khi ngủ. Lúc đó bố mẹ có thể là giúp bé là rửa mũi họng bằng nước muối sinh lý. Nhưng các bạn lưu ý là khi các con mà giảm triệu chứng rồi thì mình không nên lạm dụng nhiều lần nước muối sinh lý đó vì sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc đường hô hấp và mũi họng của bé. Các bệnh lý thường gặp nhất đó là cái viêm mũi họng cấp. Hay ở các bé mà dưới 2 tháng tuổi thì việc bố mẹ thường hay nghe thấy cái tiếng khụt thịt mũi và có thể là do cái niêm mạc mũi phù nề hoặc cái cuối mũi hơi phù nề làm cái đường thở hẹp lại. Cái tiếng khụt thịt đó thường sẽ không làm ảnh hưởng bệnh lý đến đường hô hấp nhưng lại là nỗi lo lắng của ba mẹ, nhất là những người mà sinh con lần đầu. Vì thế nếu như bé chỉ có khụt thịt mũi, con vẫn ăn ngủ bình thường thì bố mẹ vui lòng và có thể theo dõi con tại nhà. Nhưng nếu khi bé mà khụt thịt mũi mà có thể kèm theo các triệu chứng như sốt và thân nhiệt từ 37.5 trở lên hoặc bạn có ho hay ăn kém đi, mời gia đình cho con đến gặp bác sĩ ngay. Như bác sĩ vừa trao đổi đó, là nếu như bé mà có sốt từ 38.5 trở lên mà mình cho con dùng thuốc hạ sốt sau 1 tiếng, ví dụ mình có thể dùng Harpacol hoặc Brufen tùy theo tình trạng của bé và lứa tuổi và đúng theo cân nặng, mà sau 1 giờ nhiệt độ của con giảm dần đi thì gia đình có thể theo dõi con trong vòng 2 ngày. Còn nếu khi dùng thuốc hạ sốt rồi mà thân nhiệt của con không có xu hướng cải thiện mà thậm chí còn sốt tăng lên thì mời gia đình cho con đến khám bác sĩ ngay. Hoặc triệu chứng thứ hai là ngoài sốt ra, bé có thể ho tăng và nôn sau khi bé ho, hoặc là bạn ấy có thể ăn kém đi, không chịu chơi thì gia đình mới cho con đến viện. Còn trường hợp mà bạn có sốt, có ho, có khụt thịt mũi nhưng bạn vẫn ăn được, chịu chơi, không nôn chớ nhiều thì gia đình có thể vui lòng theo dõi cho con tại nhà từ 4 đến 2 ngày. Các bạn hãy lưu ý ví dụ nhiệt độ phòng của các con vào mùa này có thể sẽ đạt khoảng 25-27 độ sẽ là phù hợp cho bé. Còn nếu là về môi trường, đảm bảo được vệ sinh, giảm nguy cơ của khói bụi hay những bé mà có dị ứng thì các cái môi trường đó cũng sẽ ảnh hưởng và tăng trộn cái tình trạng bệnh lý tai mũi họng lên. Thứ hai nữa là về phần tiêm chủng, các bố mẹ lưu ý nhé, hiện tại chúng ta đang có rất nhiều các loại vaccine có thể hỗ trợ cho bé trong chương trình tiêm chủng để làm sao giảm thiểu các nguy cơ của các viêm đường tai mũi họng. Ví dụ như trong 6 cái tháng đầu đó mình sẽ có 3 liều tiêm 6 trong 1, thì trong đó sẽ có phế cầu, có hemophilus influenza, đấy là những phần để hỗ trợ cho bé để giảm nguy cơ viêm tai mũi họng rất là tốt. Hoặc là sau đó có thể là vaccine cúm hoặc nhiều lắm. Và phần này chúng tôi có thể là các bạn sẽ theo dõi thêm trong phần giới thiệu về vaccine của khoa chúng tôi. Tiếp theo là các bạn cũng rất là lưu ý, và phần này thì các mẹ cũng đã quan tâm rồi, nhưng thế nào cho nó phù hợp, đó là về phần nâng cao thể chất hay thể trạng. Các mẹ cứ lo làm sao con chậm tăng cân, con chậm phát triển về chiều cao, và những dấu hiệu như chậm phát triển về chiều cao hay chậm tăng cân là dấu hiệu nổi. Nhưng thực sự chất là khi bé mà được phát triển tốt về thể chất có nghĩa là hệ miễn dịch của bé sẽ tốt hơn. Và hệ miễn dịch của bé tốt hơn thì chắc chắn các con sẽ được tự đẩy lùi các bệnh lý về đường tai mũi họng hay các bệnh lý khác nữa. Nhưng không phải ăn nhiều sẽ là tốt, ăn ít cũng không tốt. Vậy các con sẽ ăn đủ theo lứa tuổi, phần này sẽ cần rất là quan tâm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn để làm sao lựa chọn cho một cái phương thức và lựa chọn theo nhu cầu của từng bé để có được chế độ dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo cho con phát triển được thể chất tốt nhé. Và xin cảm ơn.